Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài cái điện thoại để theo dõi camera KB Vision đầu ghi nha. Trước hết thì mọi người hãy vào cái app ứng dụng, nếu mà Android, nếu như chạy Android 8 thì hoặc Android 9 thì mọi người vào chọn CH Play và chữ KB. Nếu mà Android 9 thì mọi người cài KB List cho mình. Còn nếu như chạy Android 8 thì cũng cài KB View List hoặc là KB View Pro. Thì cái này thì cái khác nhau thì mình sẽ nói sau. Còn bây giờ mình sẽ nói mọi người cách cài ứng dụng nhá. Và mọi người chỉ cần lên đây tải về. Tải về cho mình và mở ra. Rồi từ cái màn hình, mọi người sẽ từ cái màn hình TV hoặc monitor ở trên cái cắm đầu ghi, mọi người hãy vào cho mình vào mục setting. Và mọi người vào chỗ mục network cho mình. Rồi ok. Cái đòi mật khẩu mình sẽ mở ra. Và mọi người vào network, mọi người vào P2P và quét vào đây cho mình. Cái Serino thì cái này thì rất đơn giản thôi. Mình sẽ hướng dẫn mọi người. Đây. Mình sẽ xóa bớt cái của mình đi. Mình sẽ xóa cái camera nhà mình đi. Xóa. Ok. Rồi mình sẽ khởi động lại để mình cài mới cho mọi người. Rồi bây giờ mọi người sẽ vào chỗ cái hình camera bên trái màn, bên phải màn hình. Rồi bắt đầu bấm vào dấu cộng, thêm camera. Mọi người bấm vào nút nhắc nhở đi, bấm vào thiết bị có dây. Ok, bấm vào P2P. Rồi nó sẽ hiện cái màn hình như này thì tên, ví dụ như tên của nhà mình để là home này, home tức là gia đình ở nhà đấy. Rồi SN mình quét series vào. Đó. Rồi, bây giờ mình chỉ cần nhập mật khẩu của nó thế là xong. Nếu như iPhone ấy, một số thiết bị thì nó phải bắt chỗ này là xem là chính này thì các bạn nên chọn chính đi. Còn là Android thì không cần, nhưng iPhone mà không chọn chính là không xem được nữa nhờ. Và chúng ta bắt đầu xem trực tiếp. Rồi ok, thế là chúng ta đã thêm được thiết bị vào rồi đấy. Đó, rất đơn giản, không có gì. Đó. Đơn giản quá, không có gì cả. Thôi, chúc mọi người cài đặt thành công nhé. Chào mọi người, hẹn gặp lại.